tắt đi. Lợn. Hư. Bố có bạn ra chưa? Bố có chảy đấy cái hoa đây. Bố xin cho ai? Bố xin cái cho ai? Bố chảy lòng bố đấy. Bỏ cái chày lau 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 đi, lau nước đi. Lau lau. Đấy. Rồi. Đấy, lau lau. Lau chưa? Nghe rồi. Ông làm gì cả? Lau chưa? Sao ngất thế? Ông làm gì cả? Không được đâu, lấy cái rẻ trong đây, cái rẻ sạch sạch ở trong đây. Đấy, rồi. Hình như ngày xưa bà Phúc không ăn được giò này đúng không bố? Có, dai quá. Không, ăn được chứ. Ba mình có răng nhỉ? Không, không nhỉ? Ăn được hết, lòng thí đâu, rồi em có thiếu giò. Vẫn ăn được á? Ừ. Thế mọi năm bố có cho ông không? Không. Ông Từ ấy. Không, ông chỉ sang ngay ăn được. Ông gói đấy, ông gói. Ông gói. Cho vào két cất đi. Bảo hoa cho vào két cất cho bố. Sao này ông phải chết mà thôi, chẳng may thì sống à, không quái vào két không phải hóa được đâu là. Thế sợ, sợ phải lái luôn. Hai bố con rồi, ra sức nguyên cả, hôm nay ra lấy bằng chung tu mẹ. Bố giờ ẩn trước con rồi, sao ơi, tôi sợ quá thế nào. Đấy, chết mẹ đời đời ông cảnh đã mẹ đã làm cho cuộc đời bà hiên tan nát rồi, đến đời cô làm tôi đời tan tát nữa, cô giống bố cô gì đấy rồi hết mẹ cả lửa chai hết cả một kho mẹ coi là bố nói cho con nghe nhé, bố mua gói lạc này chỉ có 10.000 thôi. Như vậy bố mua chợ sau 300 năm này đi ăn chợ Hà Đông cái gì cũng xin chợ Hà Đông phải chưa? Nó nệm cho 20.000 một bó. Làm gì có thức ăn lắm đâu để mà kho. Thôi rồi. Thả cá cho dứa vào. Thế vặn bé lửa vào đun đi. Cho cá vào luôn đi, được dứa cho vào sau cùng, thả cá vào luôn đi. Cái đi cá đấy. Ờ. Như thế gói xịn không đi? Vâng, chính ra gói cái bé, nhưng cái này chắc chỉ mấy lạng. Ôi chê, cân chứ. Sao lấy một cân được, không đến. Không đến cũng phải 7-8 lạng ít, thịt có trông nhiều thế cơ mà. Thế á? Ờ. Con tưởng cái kia mới được một cân. Cái kia hồng, cái kia cân mấy, cân rưỡi. Con mày cân rưỡi cơ, giở lên đi chứ. Làm gì có cái giò vào một cân. Nó trông cái này có thế thì hết nẹp thì làm sao ạ? Cái gì con? Thì thôi đúng không? Ờ không phải lấy cái khác kẹp đi. Hay bố kẹp hai cái vào không được không à? Kẹp nào được. Vẫn vừa mà. Không, vừa. Úi dồi, cái này. Xinh không? Cho bầu cái này, này, này nhá. Cho bầu nhá. Con lấy cái này hay cái kia? À lấy cái này à? Bầu năm nay biết ăn rồi. Úi dồi. Ôi ông xin bầu, ông xin bầu, ông giật mình. Con đổi ăn
Năm nay là biết ăn này, năm ngoái thì chưa. Có, nó chả ăn thằng Đặng ăn gì. Nhưng mà con gái có công nhận là bố dạng khéo tay không? Cái gì bố cũng làm đấy, kể cả nấu. Ngày xưa gói bánh chưng bố gói một lần nhỉ? Gói một lần ở nhà bà ấy, bà Hiền ấy. Hàng chục lượt. Hàng chục năm. Sau này mà mãi về sau kiểu như củi giả nó không có ấy cả, không có tiện quá thì thôi. Với cả bà bị tai biến cái gì thôi đúng không? Thế chứ mà thấy sinh không? Không đi. Từ hồi bà bị tai biến là có gói nữa đâu.